Dài, lôi lửa lên, ngang. Bắt tướng này. Đây. Dài. Quan trọng nhất là thui. Các món ngày hôm nay sẽ là nhím xào rau má này, nhím hấp huyền thoại này, tiếp tục là nhím nấu rượu mận và tiếp tục nữa là nhím gì? Nhím nấu măng. Trong gia đình này rồi, bố mẹ mà sau khi mà qua đời thì chi đất đã khó rồi. Đấy, còn chiên nhím này khó hơn. Những cái này là tôi nấu rượu mận nhá. Ok, các bạn nhìn này. Nhím quan trọng nhất là cách thui làm sao. Bí quyết ở đây là chúng ta thui bằng rơm và nhỏ lửa. Để có màu nhím như này thì là một cái bí quyết thui. Nhiều khi các bạn dùng khò và cho linh tinh vào, các bạn khò hay vỡ. Quan trọng nhất là thui làm sao ra giòn là điều quan trọng. Những cái đầu phần đầu này chúng ta chặt đi để chúng ta nấu rượu mận. Hôm nay chúng ta nấu lắm lưỡi rượu mận nhá. Đây, chúng ta xào vừa ấy, đừng xào nhiều. Đấy, quan trọng nhất là hấp ngon. Đây là xào. Còn đây là tất cả chỗ này chúng tôi cho hấp. Bây giờ. Yeah, món rượu mận cùng mà bắt đầu. Yeah. Wow, đây là mỡ lợn nhá. Hay không? Hay. Không hay đến làm gì. Đấy. Rồi chúng ta xào nó vay cháo này nhớ chưa? Cái mỡ đầu chúng ta xào nó phải thơm đi. Nếu như các bạn không làm cái điều như tôi làm ấy thì là cho vào đây mà rang lên nó sẽ làm sao? Nó sẽ dính, nó không vay cháo được. Đấy rồi. Trong vấn đề lực của một tạ hai tạ phang hết, nhưng mà chúng ta dùng gì? Lấy nhu gì thắng gì? Cường. Hay không? Hay. Lấy thằng võ gì? Triệt huyền đạo. Hưng ba ba võ gì? Bắt tướng. Hay không? Hưng ba ba võ bắt tướng nhá. Phải bắt tướng. Đấy, không đi lòng hàng hết. Quan trọng trở thành ông chủ nhanh nhất nhá. Hay không? Bắt gì? Bắt tướng luôn. Nào. Nào. Bắt tướng này. Đấy. Yeah. Nào, ông đá đi. Ôi bốc. Đấy. 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 Phúc. Bắt đi. Bắt tướng. Hay là bắt tướng. Rồi dậy lại nào. Rồi. Cầm khăn này. Bắt đầu cầm khăn này. Con này cầm này. Ai thấy chưa? Cầm vào đây. Ngón tay huyền thoại chúng ta vào đây. Đưa vào đây. Móc vào đây. Chắc vào. Tay đảo dài lên. Đấy, như là lâm sung, thấy chưa? Bắt đầu, cổ tay của anh bảy đây, thấy chưa? Đấy, võ điện giật này, tất cả các loại võ đưa hết vào. Nhưng mà võ bắt tướng chỉ cần nhẹ nhàng, tướng nó bị bắt rồi, thấy chưa? Bắt bây giờ dùng mưu. Nào, hai ba, lần bắt tướng. Thấy không? Mùi cong này. Các bạn nhá, là phải xào xoắn lên. Bắt đầu chúng ta mới làm gì làm. Trong ẩm thực của Việt Nam chúng ta, riêng nó phải ra. Được chưa? Cho nhỏ bếp vào, cho nhỏ bếp đi. Bom sai này. Vừa thôi. Trong lúc làm đây là nó két đây thì cho ít nước vào nhớ chưa? Nước đâu? Nước đâu? Cho một tí vào thôi là nó xém đây, thấy chưa? Cho vào chỗ này này. Thấy chưa? Lấy đâu? Lồi lửa lên nào nghe cần chưa? Xào kỹ. Thì hương vị của riềng xả hành thơm lên cùng với hòa quyện vào nhau. Thế là nếu về truyền thống của dân tộc chúng ta, cái món này là chúng ta cho đầy đủ, chúng ta ướp lên. Có đúng không? Đun hai lửa nhưng mà làm thế nó không ngon được. Đấy chưa? Nó phải xoăn phải thơm. Cũng như là khi mà các bạn mà răng ba chỉ xách cạnh đấy, các bạn trộn đồ gia vị vào, các bạn đun lên thì làm sao nó xém được. Đúng không? Ok. Lượt đầu cho vừa thôi. Tiếp tục nữa nào. Tiếp nữa nào. Tiếp nữa nào. Xong cho hai lần tiếp. Tiếp sau. Rồi. Sau khi xào xong rồi chúng ta cho lửa gang, cho lửa vào, cho lửa gang. Om là gì? Lính đầu om mấy lửa? Hay không? Từ ngày mai tất cả đồ đường phát không? Thêm tiết ở đây, nhanh. Thôi ít thôi. Đấy các bạn nhá, ở đây là tiết lửa tiết đầu và tiết hai. Đấy chúng ta nấu vào lửa gang.
Đấy, nồi gang này, tí nữa tao cho nước vào cho nó om. Đây là rượu mận này. Chúng ta sẽ lấy màu thành rượu mận nhá. Sau này bây giờ chúng ta om lửa hai. Bây giờ chúng ta đưa tiết vào đây. Không. Đấy, màu mận đang lên này, hay chưa? Đấy, đây, màu mận đang lên này, thiếu tiết rồi, thêm đi. Một bát này. Đấy, 6 bát rượu mận nấu trong vòng 2 đường quyền. Quan trọng kinh doanh là chúng ta làm sao bắt được tướng nhanh nhất. Nhớ chưa? Không cần bắt sĩ mà bắt tướng. Bắt kiếm ngày 10 triệu. Mẹ không cần kiếm ngày mẹ 200 làm gì.